Khi thập niên 90 đang dần kết thúc cũng là lúc một thiên niên kỷ mới bắt đầu trong sự hoang mang của những điều không chắc chắn. Cùng lúc đó thì mọi người trong văn phòng Pantone tại Kansas, New Jersey cũng đang bàn tán về vấn đề đó. Nếu thế giới thật sự bắt đầu diệt vong thì sao? Hoặc là các công cụ kỹ thuật số không hoạt động được nữa? Ông Lawrence Herbert, former CEO của Pantone, đã bắt đầu nghĩ rằng liệu họ có thể làm điều gì đó để mang lại hy vọng và khiến mọi người bình tâm hơn không? Sau đó thì vị CEO của Pantone lúc bấy giờ đã yêu cầu bà Louis Chai hiện đang là EQ Steve của Director tại Pantone Cloud Institute, lựa chọn một màu sắc có thể đại diện cho mở đầu của một thiên niên kỷ mới. Vậy thì đâu là màu sắc đại diện cho thiên niên kỷ mới? Bà Esman đã lựa chọn màu Cerulean nhằm khơi gợi sự liên tưởng đến hình ảnh bầu trời xanh. Bà nói rằng, dù sống ở nơi nào, mọi người đều mong được nhìn thấy bầu trời xanh tuyệt đẹp không lâu sau đó thì pantone thông báo màu sắc được lựa chọn để đại diện cho thiên niên kỷ mới họ đã thu hút sự chú ý của công chúng trên toàn thế giới không chỉ vậy điều này còn góp phần củng cố và nâng cao độ nhận diện của pantone đối với cương vị là tổ chức quốc tế và màu sắc cũng như vậy pantone từ một công ty thiết kế trở thành một cái tên quen thuộc với đại chúng trước đó khi nhắc đến pantone ngoại trừ những người trong ngành hầu hết người tiêu dùng tưởng rằng pantone là hãng dầu gội hoặc bánh mì ý Kể từ cuốn mốc năm 1999, tức là khi Pantone bắt đầu công bố Color of the Year, hàng năm thì mọi người mới nhận diện được nhiều sự chú ý từ công chúng. Trên thực tế thì không phải lựa chọn nào của Pantone cũng nhận được sự đồng tình từ số đông. Vào năm 2019, khi công bố màu sắc của năm là Living Coral, Pantone đã bị chỉ trích dữ dội vì tình trạng bị phân hủy ngày càng tăng cao của các dạng san hô trên khắp thế giới. Tại Úc, một số nhà thiết kế đã triển khai một chiến dịch truyền thông nhằm công kích lựa chọn vô trách nhiệm của Pantone, đồng thời còn mỉa mai Pantone nên lựa chọn màu sắc của năm là Bleaches Coral, san hô bị tẩy trắng. Được biết, bà Esmond lớn lên tại Baltimore với một người mẹ có đam mê và tài năng hội họa. Hàng năm, mỗi khi mùa xuân đến, bà ấy sẽ sơn lại toàn bộ ngôi nhà, bao gồm cả đàn piano, cũng giống như mẹ của mình. Bà Esmond cũng có đam mê và tài năng về khía cạnh màu sắc năm 1983, bà Eisman xuất bản quyển sách đầu tiên A Life With Color với chủ đề là sự kết hợp giữa kết hợp tâm lý với màu sắc, lý thuyết và tính ngẫu hứng. Tác phẩm này đã khiến ông Lauren Hubbard, một nhà hóa học cũng là CEO của công ty in ấn Pantone lúc bấy giờ của Pantone, đã chủ động liên hệ và tuyển dụng bà Eisman với vai trò cố vấn. Tức lượng đó thì Pantone từ một công ty in ấn trở thành doanh nghiệp hóa sinh với vai trò là phát triển bảng màu, đồng thời tạo ra hệ thống chữ số tượng trưng cho màu sắc nhằm giúp các nhà máy dệt may dễ dàng hình dung được màu sắc. Con Pablo, một nhà thiết kế đang nhắc đến là gì? Về bản chất thì các nhà hóa học vẫn làm việc trong phòng thí nghiệm tại New Jersey để sản xuất các mẫu màu, sau đó bán cho thương hiệu, nhà thiết kế và sản xuất với mức giá lên đến 9.000 đô. Ngoài ra, công ty cũng bổ sung thêm tính năng dự báo xuất bản, cung cấp bản quyền sử dụng và tư vấn cho các sản phẩm của họ quan trọng hơn kể từ khi Pantone công bố màu sắc của năm ngành in ấn cũng nhờ đó mà thoát khỏi tình trạng khó khăn và bắt đầu phát triển mạnh mẽ trở lại nhiệm vụ của bà Aceman là tìm ra cái tên có khả năng khơi gợi cảm xúc cho hơn 2.000 trong tổng số 10.000 mẫu màu của Pantone chẳng hạn như là Marasla một loại rượu đỏ lấy cảm hứng từ rượu vang mạnh của Skilly, hoặc là Tango Tango được đặt tên theo chiếc vòng cổ của một vũ công Tango người Argentina Bà ấy cũng từng giúp nhiều công ty phát triển màu sắc đặc trưng cho thương hiệu, trong đó một số cái tên nổi bật phải kể đến màu Tiffany với màu xanh Pantone 1837, Hermes với màu cam Pantone số 1448, Lobotin với màu đỏ Pantone số 181663 TPX. Được biết là để lựa chọn màu sắc của Nam thì bà Isman đã đi du lịch khắp thế giới, đồng thời gặp gỡ nhiều chuyên gia trên toàn cầu, từ nhà thiết kế, nhà dự báo xu hướng cũng như những người hiểu rõ về các nền văn hóa trên thế giới từ đó có dữ liệu để đoán xem là người tiêu dùng toàn cầu sẽ muốn mua gì trong những năm tới. Theo đó, việc dự đoán màu sắc của năm sẽ dựa vào quá trình phân tích liên tục. Bà Eisman cùng các đồng nghiệp xem xét những xu hướng trên sản diễn thời trang trong những bức tranh mới được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật, những bảng màu phổ biến xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em, những sự kiện thể thao sắp diễn ra cũng như những chủ đề có độ thảo luận cao trên TikTok. Nhờ vào mối quan hệ hợp tác giữa các thương hiệu có sức ảnh hưởng trên toàn cầu, cùng với những lời khuyên từ chuyên gia nổi tiếng, màu sắc của năm đang dần trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Cụ thể hơn vào năm ngoái thì Motorola, Kajura, Hydro và Art Basel Miami đã phát hành sản phẩm với tông màu Vivan Magenta, cũng chính màu sắc của 2023 được Pantone chính thức công bố sau đó không lâu.